Nhau ở đây là một nhân duyên lớn. Chúng ta là trong một gia đình. Trong một gia đình. Các vị thì có trong gia đình của Minh Pháp và tên thế danh là gì? Công Pháp và Minh Phượng à? Kim Phượng cũng nhờ có sự chu đáo tận tình và cái tâm mong cầu cái điều tốt lành nhất đến các quý vị, cho nên đã có thỉnh sư về đây để gặp các quý vị, gặp gỡ các quý vị. Các vị đây tất cả có bao nhiêu người? Hả? Tổng cộng hôm nay bao nhiêu người? 60. Trời, bằng khóa thiền rồi đó. Thế này ta mở luôn khóa thiền đây tôi luôn, phải đi đâu cả. Khóa thiền đằng kia có 50 người thôi, ở đây 60 người rồi. Nhưng mà lúc nào có nhân duyên thì chúng thầy sư sẽ cũng sẽ hướng dẫn cho các vị. Nếu có vị muốn hành thiền, nhưng mà trước hết thì chúng ta phải biết các vị đã làm trong cái công ty gia đình của gọi là chú hay là bác hay là gì, hay là ông hay là anh em à, chủ yếu là anh em à, thế à, của anh Công Pháp đã làm việc ở trong cái công ty đó, thì chủ yếu cũng là liên quan đến Phật giáo đúng không, phục vụ các nhu cầu của Phật giáo đúng không? Cửa hàng nó chuyên về những cái đồ dùng Phật giáo đúng không? Thì các vị đã cũng có ít nhiều có cái bén duyên đối với cái chữ Phật giáo và cũng hiểu biết đôi chút, hả? Đúng không? Hay là có biết như thế nào? Bây giờ các vị thử nói xem các vị biết những gì xem nào. Thứ nhất là các vị biết Phật là ai? Theo các vị, Phật là ai? Giơ tay ai biết trả lời. Sư không có quà, chỉ có lời khen. Hả? Ai biết giơ tay trả lời mạnh dạn lên. Làm việc với sư là cứ phải nhanh nhẹn, thao pháp. Nào, ai biết Phật là ai? Nói trả lời cho sư là giơ tay. Hả? Không, bất kỳ ai cũng có gợi ý. Chứ ông chủ không có gợi ý, ông không có gợi ý, tôi có gợi ý trả lời. Phật là ai? Nào, chúng ta cứ nói là Phật giáo. Đầu tiên chữ Phật giáo, thế Phật là ai? À, đúng rồi, em bé kia giơ tay đúng rồi. Giơ tay chứ gãy đầu chứ không phải phát biểu hả? Rồi, nào người khác, chẳng nhẽ từng đây 60 người, được rồi, nào, em nói đi.
Tôi cứ nói đây, cứ bình thường, không phải đứng, không phải quỳ gì cả, cứ thế, nói ngắn gọn, càng nhiều cũng được, ngắn được không sao hết. Cảm giác, rồi, đúng rồi. Toàn giác, rồi, đúng rồi. À, thoát khỏi mọi phiền não, đúng rồi. Thoát khỏi sự luân hồi, đúng rồi. À, trọn vẹn với đức hạnh, đúng rồi. À, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đúng không? Đức ngài tên là gì, có ai biết không? Câu hỏi tiếp theo, ai biết tên của ngài là gì, giơ tay. Đức Phật mà chúng ta gọi là mà Phật giáo mà chúng ta theo Phật đó thì là Phật Phật là tên là gì? Ngài có tên danh hiệu là gì? Giơ tay phát biểu, nói to lên, mạnh dạn lên. À, đúng rồi, rất tốt. À, lúc đấy chưa thành Phật, lúc đấy là thái tử thôi, là thế gian thôi. Buddha là Phật thôi, chưa phải tên. À, Buddha là Phật, tiếng Pali là Buddha có nghĩa là Phật, người giác ngộ, thánh đẳng giác đều có nghĩa là Buddha. Tên của ngài là gì? À, hôm nay cứ sau buổi này thì mọi người sẽ vỡ ra được thêm nhiều thứ lắm. À, thế là Phật tên là gì? Nam mô là kính, con đem hết lòng thành kính, đấy là Nam mô. Rồi, bổn sư là gì? Bổn sư là thầy cơ bản, thầy đầu tiên, thầy gốc, bổn cân bản ấy. Bổn sư, sư là thầy. À, Nam mô bổn sư. Rồi gì nữa? Thích Ca Mâu Ni Phật. À, đấy cũng là một cái danh hiệu, tên của ngài. Thích Ca là tên của dòng họ, Mâu Ni là hành giả, ẩn dật, trí giả ẩn dật nhé. Nghĩa là một bậc trí giả, bậc Phật là một bậc trí giả có thuộc dòng họ Thích Ca, Sakya Mâu Ni. Chúng ta tiếng Việt dịch sang là Thích Ca Mâu Ni. À, tuyệt vời. Rồi, người khác tiếp tục. Còn ai biết tên khác của ngài nữa không? Còn ngài còn tên gì khác nữa không? Chúng ta học giao tiếp mạnh dạn. À, chúng ta phục vụ khách hàng cũng phải mạnh dạn. Chứ khách hàng hỏi đến thì cứ li nha li nhí bảo để con về con xem sách đã thì khách hàng đi mất rồi. Nào. À, đấy không phải, đấy mới là tên thái tử khi mà chưa Phật thôi. Mới là thái tử mà, đã phải là Phật đâu, không phải là chưa đi tu, chưa xuất gia. À, còn ai biết thế nào? Rồi. Đây. Ồ, tuyệt vời luôn. Cho một tràng. Tuyệt vời. Gotama là tên của Đức Phật. Đó chính là danh hiệu chính thức của Đức Phật nhé. Đấy là tên chính thức của Đức Phật, danh hiệu chính thức mà đã gọi đến Đức Phật tại kiếp sống, tại cái đoạn kiếp này là Đức Phật Gotama. Còn Thích Ca Mâu Ni thì là cái danh hiệu người ta đặt thêm cho thôi nhé. Tức là bậc trí giả của dòng họ Sakya thì đấy chưa phải là tên. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì đa phần mọi người, nhất là bên các truyền thống Phật giáo khác ấy, thì cũng nói được đấy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là tốt lắm rồi. Đừng có nhận sang các cái Phật khác là được nhé. Các Phật khác thì không có làm sao, hoặc là quá khứ, hoặc là huyền thoại đó. Tức là không có mặt thực sự trên đời trong cái đại kiếp này. Các vị có hiểu không? Ví dụ vị Phật khác mà không có tồn tại ở cái trái đất này, thế gian này, mà chỉ là ở nơi khác đến, theo cái truyền thuyết ở nơi khác đến, đó là Đức Phật gì? Còn tên Phật gì nữa các vị được nghe hay nói đó? Cứ mở miệng ra là gì? Hả? Nam mô A Di Đà Phật, các vị nghe bao giờ chưa? À, cái vật đó thì trao truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó. Theo Phật giáo Nguyên Thủy đó thì cái
Phật đó không phải là cái Phật mà đã tồn tại sinh sống có nguồn gốc lịch sử tại có thật, đã sinh ra, đã bước chân đi trên trái đất này, đã tu tập, đã thành đạo và đã giảng giải và có giáo lý để lại, cái giáo pháp để lại, thành lập tăng đoàn cho đến ngày nay nhé. Các vị nhớ, một vị Phật duy nhất trong thời đại của chúng ta vẫn còn giáo pháp còn lại truyền lại cho đến ngày nay, vẫn còn tăng đoàn truyền lại đến ngày nay, duy nhất chỉ có một Đức Phật là Gautama, và có hay ở tên Việt Nam nữa hay thường gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhé. Thích Ca là tên dòng họ, Mâu Ni là một trí giả ẩn dật nhé, sống độc cư ẩn dật trong núi nhé. Vị nhớ chưa? Bây giờ hỏi đến các vị, Đức Phật tên là gì, các vị đã biết nói được chưa? Rồi, thứ nhất là tên là gì? Gautama, đồng thanh lên, Gautama. À, thế còn cái tên mà thêm người thừa người các cái trường phái khác người ta hay đặt thêm cho mà nói đến là chúng ta cũng có hiểu đó là Đức Phật gì? Thích Ca Mâu Ni. Hai cái tên đó là chỉ đến cái vị Phật mà nó đã tồn tại trên thế gian này, đã tu tập, đã giác ngộ, đã đem giáo pháp ra giảng giải và giáo pháp còn đến ngày nay, thành lập tăng đoàn, là những cái chư tăng như chư sư đây này nhé, là sống và học tập theo cái giáo pháp mà ngài để lại. Đã rõ chưa? Đó là Phật đúng không? Đã rõ chưa? Bây giờ có ai hỏi đến Phật đã trả lời được như vậy chưa? Nhé, đơn giản thôi. À, ngoài ra ngài còn là người bậc chánh đẳng chánh giác như vừa nói đó. Chánh đẳng chánh giác có nghĩa là sao? Như thế nào có nghĩa là chánh đẳng chánh giác? Hả? À, chánh đẳng chánh giác là sao? Là nghĩa như nào? Hả? À, là trí tuệ siêu việt và thực chứng được chân lý mà không thầy chỉ bảo nhé, không thầy chỉ bảo. Đấy là cái bậc chánh đẳng chánh giác. Ngoài ra ông này còn là bậc A-la-hán, đã đoạn tận tất cả các lậu hoặc và không còn chấm dứt sinh tử luân hồi, không còn tái sanh trở lại nữa nhé. Đấy còn nhiều cái danh hiệu, 10 cái danh hiệu của ngài thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau, tôi sẽ có thời gian đấy. Đấy, đây là xong phần thứ nhất, ít nhất là Phật nhé. Các vị còn nghe đến một cái khái niệm nữa các vị hay thường dùng nữa là pháp, đúng không? Phật, pháp, tăng, các vị có nghe thấy không? Đấy là gì đó? Ba gì? Tam bảo. Tam là gì? Ba bảo là gì? Quý bảo vật vô thượng ở trên đời. Thì gồm có ba cái bảo vật, ba cái đối tượng đấy là gì? Là gì? Phật, pháp, tăng. Thế bây giờ Phật thì biết rồi. Pháp là gì nào? Pháp là gì? Ai biết giơ tay mạnh dạn lên chứ không có. Hả? Đúng rồi, là cái giáo pháp, những cái giáo lý, cái phương pháp tu tập, tu hành, cuộc sống, đạo hạnh như thế nào, để tu tập ra làm sao, dẫn đến kết quả trí tuệ như thế nào, để có thể chấm dứt được hoàn toàn khổ đau và phiền não nhé. Tất cả những điều Đức Phật dạy và truyền lại cho đời sau đó thì gọi là giáo pháp hay là Phật pháp nhé. Và Phật pháp thì để làm gì? Nói về cái gì? Nói về khổ và sự thoát khổ nhé. Giáo pháp của ngài đơn giản là như vậy nhé. Đã rõ chưa? Thế là Phật pháp là gì? Pháp là gì? Nói lại cho sư xem nào. Sư vừa nói gì? Phật pháp là những lời dạy giáo lý của Đức Phật truyền lại cho đời sau để có hiểu biết về khổ và giải thoát chân và giải thoát khỏi khổ nhé. Đơn giản là như vậy, chúng ta hiểu được như vậy là chúng ta sẽ hiểu một cách đúng đắn nhé. Rồi sau nữa còn cái cuối cùng là gì? Tăng. Tăng có nghĩa là gì, có ai biết không nào? Ai mà biết được cái này là cũng là có hiểu biết đó, bắt đầu là có hiểu biết đúng đắn đó. Là tăng là gì? Tăng là gì? Mạnh dạn lên. Hả? Có nghe thấy bao giờ không?
Nghe chữ tăng bao giờ không? Không nghe, lần đầu. Lần đầu tiên nghe thấy chữ tăng. Hả? Chữ tăng ấy, đúng nghĩa của nó tức là tăng đoàn, là tập thể nhé. Tập thể những ai? Tập thể các nhà sư đó, các vị tỳ khưu đó, đệ tử của Phật sống và sống theo cái giáo lý, giáo pháp, theo cái pháp của Đức Phật đấy. Pháp gồm có pháp và luật do Đức Phật chế định đó, đặt ra đó, đúng không? Thì đó là tăng, có nghĩa là tăng đoàn, tức là tập thể của những ai? Của các vị xuất gia, đúng không? Sống theo giới luật Đức Phật, sống theo các cái pháp mà Đức Phật giảng dạy, đúng không? Và như vậy là chúng ta có gì? Tăng. Bây giờ nhà mình hay có chữ tăng thì gọi là nhiều khi nó lẫn sang là thành các sư, đúng không? Cứ bảo vị tăng này, vị tăng kia, nhưng mà cái tiếng đấy nó không chuẩn lắm. Tốt nhất các vị cứ gọi sư dạy thầy. Tăng là tập thể, tăng đoàn khác với cá nhân nhé. Các vị cố gắng phân biệt theo sư. Cái chữ tăng là chỉ có phiên dịch của chữ sangha phải là tăng nhé. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì hay dùng các chữ tăng rồi thì là phàm tăng, thánh tăng, rồi chỉ các nhà sư, hay lẫn sang cái chuyện đó nhé. Tăng không phải là các nhà sư, nhưng mà không có nhà sư thì không gọi là tăng đoàn được. Các vị hiểu không? Tăng không có nghĩa là nhà sư, nhưng mà không có các nhà sư thì không thể gọi đấy là tăng đoàn được, tăng ga được. Các vị có hiểu cái điều đấy không? Có sự khác biệt đấy không? Tăng có nghĩa là gì? Tóm lại là tập thể, một nhóm các nhà sư nhé. Trong ấy, ít nhất phải có 4 nhà sư trong đó, ngồi với nhau, sát cánh với nhau mới gọi là tăng được nhé. Còn thì không có các cái nhà sư thì không gọi là tăng nhé, mà chỉ gọi là các cái gọi là gì, gọi là chư tăng, tức là các vị sư. Tiếng Việt nó lủng củng ở chỗ đó, nó gây ra nhầm lẫn cho đó nhé. Các vị phân biệt cho sư. Như vậy là đây các vị biết đến là ở đây là nói đến theo Phật giáo thì chúng ta phải biết cái khái niệm đầu tiên là Phật, pháp, tăng, phải hiểu rõ như vậy nhé. Và đây là ba gì? Tam bảo. Tam bảo là nơi nương tựa duy nhất, quý báu nhất, cao thượng nhất, vững chắc nhất trên đời, không có gì so sánh bằng. Thì hôm nay chúng ta sẽ quy y và thọ trì cái giới, ngũ giới, để chúng ta trở thành người Phật tử. Phật tử có nghĩa là sao? Phật tử có nghĩa là chữ Phật là gì? Phật là Đức Phật. Còn tử, Phật tử có nghĩa là sao? Hả? Con của Phật, đúng rồi nhé. Tức là con của Phật, tức là đi theo con đường của Phật nhé. Học theo giáo lý của Phật, noi theo tấm gương của Phật. Và để làm gì? Đi theo để làm gì? Noi theo để làm gì? Mục đích để làm gì? Giải thoát. Giải thoát khỏi cái gì? Hả? Đau khổ. Các vị có thấy đau khổ không? Không thấy đau khổ. Các vị không thấy đau khổ, cho nên các vị chưa tìm ra, tìm cách đi con đường giải thoát. Nhưng mà sư thử hỏi nhé, các vị ngày ăn mấy bữa? Hả? Ngày ăn mấy bữa? 3 bữa, 2 bữa, người 2 bữa, người 3 bữa, người 4 bữa. Hả? Có phải vậy không? Vậy sao quý vị phải ăn? Hả? Tại sao quý vị phải ăn? Hả? Nói để sống à? Không ăn là làm sao? Chết. Nhưng trước khi chết thì sao? Không ăn thì sao? Đói. Đói có khổ không? Thế sao mà lắc đầu mà không khổ? Hả? Thế ngày có phải uống nước không? Vì sao phải uống nước? Hả? Khát thì khổ không?
khổ. Khổ đó. Thế hàng ngày các vị có phải ngủ không? Không ngủ thì sao? Buồn ngủ lắm, khổ lắm, mệt lắm, đúng không? Khổ đó. Thế các vị có ốm bao giờ không? Ốm có khổ không? Thế sao bảo không khổ? Khổ chết lên được hay chưa? Đấy là mới là cái khổ của thân thôi nhé. Đau ốm bệnh tật, đói khát, nóng lạnh nhá. Các vị mặc quần áo này này là để chống lạnh, chống nóng đấy chứ, đúng không? Chống gió, chống muỗi, chống trùng nó cắn đấy chứ. Tất cả những cái đều là do cái khổ nó bức bách chúng ta, và chúng ta phải làm sao? Phải tìm cách hạn chế nó, đúng không? Thì chúng ta mới đỡ cảm thấy khổ, đúng không? Thế là khổ đấy là mới là khổ thân thôi nhá. Cái tâm có khổ không? Bố mẹ mắng không? Có khổ không? Bạn bè chê trách có khổ không? Nó chê bai, nó chọc tức mình có khổ không? Nó chửi mắng mình có khổ không? Nó nói xấu mình có khổ không? Nó thù hằn, nó làm hại mình có khổ không? Có khổ không? Có khổ không? Đấy là khổ gì? Khổ tâm đó. Có buồn bao giờ không? Các bạn làm thất vọng mình buồn chán các vị đó. Bố mẹ mắng mình buồn chán. Có. Có nhiều không? Có thường xuyên không? Đang ngồi tự nhiên nghĩ đến chuyện gì, có vui không? Có buồn không? Lúc vui thì đã đành, nhưng có lúc nào buồn không? Có vui, có buồn, khổ đó. Khổ đấy là khổ gì? Khổ tâm. Tức là sao? Có những cái cầu mong mà không được. Cứ tưởng là hôm nay là được bố mẹ cho đi chơi. Bố mẹ bảo về bận năm không cho đi chơi được. Thế là gì? Cầu bất đắc chứ sao nữa, đúng không? Được muốn mua cái nọ mà không đủ tiền mua làm sao? Cầu bất đắc, người đắc, đấy là cầu bất đắc. Còn ái biệt ly là sao? Những cái điều mình yêu, mình thích, mình muốn đó, tự nhiên nó cũng hỏng, nó hóc, nó bấn mất. Có xảy ra cái chuyện đấy không? Có chứ, đúng không? Rồi những người mà mình không ưa, không thích ấy, mình có phải gặp không? Chẳng muốn nhìn mặt gì, nhưng suốt ngày cứ phải nhìn mặt người ta. Cứ gặp đến là bắt đầu sôi máu lên rồi. Thế mà nó cứ suốt ngày xuất hiện, chả làm gì được. Có nhiều không? Đấy là gì? Oan gia hội đó, tức là gặp phải những người gặp oan gia, kết oan gia từ bao đời bao kiếp trước, và bây giờ chúng ta phải gặp đó. Đấy là khổ đó nhé. Nên các vị biết là chúng ta, để sau các vị hiểu thế nào khổ đó, thì các vị sẽ phải, lúc đó đã bắt đầu hiểu rồi thì các vị sẽ phải tìm cách làm sao thoát được khổ nhé. Tìm cách thoát khổ. Hay là các vị không cần cách tiếp khổ, kệ nó thôi. Kệ nó thôi, hay là như thế nào? Muốn đến đâu thì đến, hay là theo chủ nghĩa mặc kệ nó. Chủ nghĩa mặc kệ nó là gì? Mặc kệ nó. Mặc kệ nó ở đâu, nó có mặc kệ mình. Đúng không? Mình mặc kệ nó thôi chứ nó đâu có mặc kệ mình. Nó cứ bám vào mình, nó hành hạ mình thôi chứ. Có phải vậy không? Có thấy cái điều đó không? Có. Ở dưới kia, ở những phía dưới kia kìa. Có. Mấy vị nam nằm dưới bên kia kìa. Có mặc kệ nó được không? Không à? Đó. Cho nên chúng ta sẽ dần dần ý thức được cái khổ nó sẽ có mặt xung quanh chúng ta, dưới dạng này, dưới dạng khác. Và chúng ta sẽ phải đối trị với nó, giải quyết nó trong chừng mực mà chúng ta có thể. Và con đường đó thì chúng ta có một cái phước báu là được làm người. Làm người khó lắm đấy. Các vị được ra đời này khó lắm đấy. Cơ hội là hy hữu lắm đấy. Ai hình dung được cái khó khăn của việc làm người không? Chúng ta đang ngồi đây không? Có ai thấy được cái khó khăn không? Hay là cứ thế là sống thôi? Chưa bao giờ nghĩ đến nó khó như nào, đúng không? Thì Đức Phật con đưa ra cái ví dụ là được làm người nó khó như là con rùa mù á, ngoi lên mặt biển 100 năm, con rùa mù ngoi lên mặt biển mà trúng một cái lỗ ở cái khung gỗ nó trôi trên mặt biển, nó khó như vậy. Và chúng ta chết thì lại đi đâu? Chưa biết.
Đó. Các vị con theo các vị thì khi chết thì có hết chưa? Đó. Sao mà biết là chưa? Hết chứ, đúng không? À, cái cô này bảo là chết là hết. Thế còn những người khác thì sao? Ông người thì bảo chưa, làm sao biết là chưa? Hả? Làm sao mà biết được là chết là chưa hết? Hả? Nhiều người nói là chết là hết á. Hả? Có người thì lại bảo chết chưa hết. Thế theo quý vị, bây giờ giơ tay lên xem sự biết ai bảo chết là hết, ai bảo chết là chưa hết, là giơ tay lên xem nào. Một là ai bảo chết là hết, giơ tay lên. Một. Mỗi người chưa? Ai bảo chết là chưa hết, giơ tay lên. Rất nhiều người, rất nhiều người. Thế cứ những cái vị mà không giơ tay lên thì có phương án khác à? Hả? Tức là vừa hết vừa không hết là hay sao? Hả? Sao? Theo các vị là chết là hết hay là không hết? À, giơ tay lên, một đứa đã chết là không phải là hết, giơ tay lên. Thế nào, xem sư sẽ thấy có những ai hả? Không nghe rõ à? Chết là hết hay không phải là hết? Bây giờ câu đầu tiên là chết là hết. Đầu tiên là chết là hết là có một người này. Còn những ai theo nghĩ theo câu này này? Rồi, có một người thôi. Thế tất cả những người còn lại, sư đáng ra theo suy đoán thì là tất cả người còn lại nói là chết không phải là hết. Thế bây giờ sư hỏi chết không phải là hết, giơ tay lên. À, thế cũng là vẫn còn có người không thèm giơ tay, tức là không biết là có hết hay không hết. À, tức là không biết là có hết hay không hay là không hết, không có biết. À, thế những cái người mà bảo là không hết ấy, thì làm sao có biết, các vị biết là nó là không hết, hay là các vị cứ nghe người khác nói vậy đó? Rồi. À, nhưng mà làm sao mà biết là còn luân hồi? Được tái sinh là cảnh giới tốt hơn. Đấy là người ta cũng dạy mình như vậy đó. Nhưng mà mình biết tin vào ai bây giờ? Mình đâu có biết thật sự, hay là mình cũng tin vào những người khác nói thôi. Các vị cứ mạnh dạn lên. Hả? Mình đâu có biết là nó chết là hết hay chết là không hết đâu, đúng không? Hả? Hay là cái bảo chết không hết là do người ta nói đó chứ, đúng không? Rồi mình cũng tin theo đấy chứ, có phải vậy không? Hay là các vị có thấy biết một cách rõ ràng gì? Thật sự nói đó, không có ai biết đâu, trừ những cái bậc có thiên nhãn thông đó. Người ta mới nhìn thấy cái cảnh đó mới biết các bậc tức là các bậc chư thiên ấy, hoặc là đức Phật đó, là những người có thiên nhãn thông ấy, thấy được cái cảnh sống chết, các cái nghiệp tái sinh của người như thế nào. Chứ chúng ta người thường chúng ta không biết, chả biết chết có hết hay không, chả biết chết không còn hay không, còn tái sinh hay không, đúng vậy không? Nhưng mà với một cái tư duy, một cái suy xét một cách bình thường đó, thì chúng ta cũng có vẻ như là hình như là chết không phải hết đâu. Có nhiều người nhớ được các kiếp trước, người ta kể lại các kiếp trước người ta như thế nào. À, ngoài các cái kinh điển Đức Phật dạy nhé, có nói đó là chết không phải là hết, còn tái sinh. Ngoài cái đấy ra, còn trong thực tế đời sống, đấy là những người mà đã thực chứng và người ta đã kể lại. Và trong cuộc sống bình thường này cũng có nhiều người kể lại cái chuyện đó, là có các kiếp trước đã sống ở đâu, như thế nào, cũng có chứ không phải không. Những người đó cùng với các bậc thánh, cùng với chư Phật cùng nói như vậy. Còn một cái điều nữa, chúng ta cũng có thể suy xét rằng là hôm nay thì chúng ta làm ở đây, ví dụ giờ này chúng ta ngồi đây nghe pháp, nhưng mà tối hôm qua làm gì, các vị có nhớ giờ này có nhớ? Ngồi một lúc thì cũng nhớ ra đó, đúng không? Nhưng mà bảo là tối như này nhưng cách đây đúng một tuần, các vị có nhớ? Chắc là khó, nhưng mà cũng có người trí nhớ tốt, ngồi mình mò một hút
lặn mò dở điện thoại rồi dở lịch trình ra thì cũng nhớ lại được đấy. Cũng nhớ được là ngày này tuần trước làm gì, nhưng bảo nhớ sang tháng trước làm gì nó bắt đầu gay rồi, rồi thì năm trước làm gì là gay rồi, rồi thì mấy chục năm trước tối buổi tối như thế này làm cái gì là không có biết rồi. Nhưng vì không nhớ không biết đó mà chúng ta bảo không có những buổi tối đó, liệu có đúng không? Không đúng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không nhớ được các kiếp trước nhưng không chắc có chắc rằng là nó không có, đúng không? Thế là có một cái một chút nào đó là chúng ta bắt đầu là có thấy có vẻ như là các kiếp trước là có, cho nên kiếp này ta mới tồn tại ở đây có mặt nhé. Có phải vậy không? Nhưng bây giờ cứ bảo tao không nhớ gì cả, bảo không có kiếp trước thì cũng không phải. Một cái ví dụ chúng ta như ví dụ sư vừa đưa ra là các vị có thể hiểu ngay là không phải như vậy, đúng không? Thế là muốn biết thật sự hay không thì chúng ta một mặt là phải suy xét theo cái logic theo kiểu đó, một mặt là đặt niềm tin vào những cái câu chuyện, những cái lời nói của những cái bậc đáng tin cậy, và Đức Phật là những là bậc đáng tin cậy. Tại vì chúng ta không phải chỉ có việc này mà Đức Phật nói nhiều điều khác, mà nếu chúng ta lắng nghe, chúng ta thực hành theo và chúng ta cảm nhận được đó là sự thật, Đức Phật dạy những sự thật. Cho nên từ những đó thì chúng ta cũng có đặt niềm tin rằng là những điều khác Đức Phật nói cũng mang đến sự thật, cũng nói về sự thật. Cái đó là cái quan trọng. Và bước đầu là chúng ta bây giờ đủ cái loại niềm tin đó, thì bây giờ biết đặt niềm tin vào đâu, vào chơi nào, đúng không? Cái đó là một cái điều, một câu hỏi lớn, đặt niềm tin vào ai, vào chỗ nào. Thì chúng ta có một cái cơ may, có một cái phước báo lớn được làm người đã rất khó rồi, mà cơ phước báo lớn thứ hai là được lắng nghe giáo pháp, lắng nghe giáo pháp của chính Đức Phật để lại. Và chúng ta muốn tiếp tục lắng nghe trí tuệ, lắng nghe giáo pháp nữa thì chúng ta đặt niềm tin trọn vẹn vào đó, và chúng ta sẽ dần dần từng bước từ niềm tin ban đầu vẫn còn mơ hồ, vẫn còn mông lung, nhưng mà dần dần qua cái việc quy y, qua việc thọ làm theo những lời chỉ dạy đó, bằng cách thọ chỉ ngũ giới đó, thực hành theo đó, nếu các vị thấy nó mang lại lợi ích thật sự cho các quý vị thì các vị tiếp tục tin theo, và các vị tiếp tục tìm hiểu thêm, thực hành thêm, và dần dần xây dựng cho mình một niềm tin chắc chắn vững chãi và nó mang lại lợi ích cho mình. Còn nếu trong trường hợp các vị thấy thực hành mà nó không có mang lại lợi ích, nó không có bổ ích gì cả, thì các vị có hoàn toàn có quyền ra đi theo con đường khác, đặt niềm tin vào những chỗ khác, đúng không? Thì bây giờ chúng ta mà qua những cái điều mà chúng ta được nghe những người đi trước, nghe những bậc trí giả, nghe các bậc thiện trí thức, thì đều có những lời tán thán ca ngợi Đức Phật về từ bi trí tuệ, đúng không? Khi nói đến Đức Phật, các vị có nghe đến những cái phẩm tính đó không? Nó từ bi và trí tuệ. Như vậy chúng ta như vậy là chúng ta bắt đầu có một cái niềm tin, để có thể tăng trưởng niềm tin, để có thể thực hành những cái theo lời Ngài dạy và trở thành con người nối dõi, tiếp nối Phật tử, con Phật, thì chúng ta hãy cái quy đặt niềm tin vào đó, và chúng ta tiếp bước, chúng ta bước thực hành theo những cái lời giảng dạy đó, để nó mang lại lợi ích cho chính bản thân, và cho bản thân và cho xã hội, cho gia đình và cho xã hội. Như vậy thì chúng ta đặt niềm tin vào đâu? Vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Khi đặt niềm tin vào đó, đương tự vào đó, tức là chúng ta làm sao? Quy y tam bảo. Quy là gì? Y là gì? Hả? Tiếng Việt đó, tiếng Hán Việt đó. Quy là quay về, quy tụ là, y là y chỉ, y cứ vào đó, nương tựa vào đó, tức là quy y nương tựa vào đó. Thì hôm nay thì sư sẽ cùng các quý vị quy y Đức Phật và thọ trì ngũ giới là cái điều Đức Phật răn dạy đầu tiên, để giúp cho chúng ta tránh được những cái phiền não khổ đau nó xảy ra trên thân và khẩu, trên thân và khẩu, trên thân của ta, trên khẩu của ta, nó tránh cho chúng ta những tội lỗi tội ác,
mà những tội lỗi tội ác đấy nó làm cho chúng ta khổ đau phiền não nhé, mà chúng ta gây ra. Và chúng ta nếu mà chúng ta nhớ họ chỉ cái điều đó ở trong tư tưởng hàng ngày đó, con luôn luôn tác ý đó, giữ cái năm trọn vẹn năm giới, tránh xa những cái điều mà không được phép làm đó, thì nó có mang lại lợi ích ngay trong kiếp sống này. Và nếu các vị tin rằng có kiếp sau nữa thì nó sẽ tránh cho các vị rơi vào những cảnh đọa xứ. Bốn cảnh đọa xứ là gì các vị có biết không? Hả? Rơi vào bốn cảnh đọa xứ là địa ngục, có nghe đến bao giờ không? Địa ngục có nghe đến. Súc sinh, súc sinh không biết nghe mà còn trông thấy nữa chứ, trâu bò đó. Hả? Có à, súc sinh. Thì nữa còn cái cảnh nữa là cảnh ngạ quỷ, tức là cái quỷ ma quỷ nó sống vất vả vất vưởng đói khát đủ các trộm được đủ các cái dạng khác nhau đó nhé. À, vì các cái nghiệp bất thiện nó là gây ra đó. Và một cái dạng nữa là quỷ Atula, suốt ngày chỉ gây hấn, chỉ đánh nhau, chỉ thù hận lẫn nhau. À, thì đó là bốn cái cảnh đọa xứ mà chúng ta sẽ tránh được nếu chúng ta giữ được ngũ giới nhé, làm cho cuộc sống hiện tại nó được an ổn, không có va chạm, không bị điều luật pháp trừng trị, không bị mọi người đánh giá rồi người ta ghét, rồi người ta dùng bỏ, người ta đánh đập, người ta xa lánh, tất cả những thứ đó nhé. Cái ngũ giới đấy gồm những gì? Các vị có đã nghe bao giờ chưa? Tam quy các vị nghe bao giờ chưa? Ngũ giới bao giờ nghe chưa? Tam quy có nghĩa là quy y về gì? Tam quy có nghĩa là quy y Phật, Pháp, Tăng. Cái ngũ giới là gì? Năm cái giới mà chúng ta cần phải tránh xa là gì? Một là không sát sanh. Các vị có muốn sát sanh không? Vì sao? Vì họ cũng là chúng sinh, đúng không? Mình giết người ta thì người ta có đau khổ không? Mình có muốn hạnh phúc không? Thì các chúng sinh khác cũng muốn hạnh phúc, không muốn đau khổ. Và bây giờ mình lại lỡ giết, giang tay giết hại, thì có phải là mang đến đau khổ cho người khác không? Mình không mong người khác mang đau khổ cho mình, sao mình lại mang đau khổ cho người khác? Có phải vậy không? Rồi sao nữa? Không gì? Sát sanh rồi không gì? Trộm cắp. Các vị có của cải, có đồ đạc, có cái đồng hồ, có cái điện thoại, các vị có muốn người khác trộm mất của mình không? Hả? Lúc đấy mình sẽ nghĩ sao? Rất là buồn, không những buồn mà rất là tức, rất giận. Hả? Nhưng mà tìm ra kẻ nào thì có khi còn muốn trả thù nữa là khác ấy. Có phải vậy không? À, đấy là những cái vật nhỏ đấy, còn những cái của cải lớn, tài sản lớn mà không phải công sức của mình làm ra, mà mình muốn tước đoạt, muốn chiếm đoạt, muốn lấy làm của riêng ấy, thì liệu có mang lại cái hạnh phúc cho mình không? Vì sao? Vì cứ mỗi lần nghĩ thế là mình đã thấy áy náy, đúng không? Rồi mình rất là rồi lo lắng, sợ hãi, không biết người ta có phát hiện ra không, người ta có trả thù mình không, người ta có trừng phạt mình không, có pháp luật không bắt mình bỏ tù không? Có phải vậy không? Cho nên làm sao? Tốt nhất là tránh xa trộm cắp, tức là tránh. Thực ra trong cái câu trong đó, trong giới luật đấy là không lấy đồ không cho, thậm chí đến cái mức đó người ta không cho là không sở đến, không động đến, không phải của mình, không có. Cứ câu cái gì của mình tạo ra, mình làm ra bằng công sức chính đáng của mình thì mình thọ hưởng, mình thọ nhận. Còn cái gì không phải, thậm chí không cho, không động đến, không có thèm muốn cái đó, không có, nó gây ra nhiều rắc rối. Cái thứ ba là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không gì, không nói láo, nói dối, đúng không? Mình có muốn người khác nói dối mình không? À, thế sao mình lại đi có thể nói dối được người khác? Nói dối người khác thì mang đến hậu quả gì? Nói dối với người khác thì sẽ mang hậu quả gì? Người ta nếu mà phát hiện ra mình nói dối, người ta có còn tin mình nữa không? Người ta có tôn trọng mình không? Người ta có kính trọng mình không? À, chính xác. Như vậy nó có lợi ích gì không? Chắc chắn là không. À, không nói dối, không trộm, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm nữa là... Tà dâm có nghĩa là sao? Sao các vị? Tà dâm là sao? Là sinh hoạt quan hệ tình
tình dục trai gái với những cái đối tượng, những người không được phép, ví dụ thế nhé. Ví dụ như là gia đình, trong gia đình thì không có có được chính thức được pháp luật quy định thì cho phép sống với nhau, đúng không? Hằng ngày mình đã có gia đình rồi mình lại còn đi quan hệ với những người ngoài gia đình, hoặc là chưa đến tuổi, hoặc là chưa kết hôn, chưa có xác định gì cả, luật pháp cho phép gì cả, tức là làm sao? Đó là tả bệnh. Và những cái đó nó cũng mang lại là thứ nhất là phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, đúng không? Đem lên cái tổn hại về thanh danh, về sức khỏe, về tiền bạc, về đủ các thứ phức tạp. Thế là không gì, nhắc lại, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không gì nữa, không uống rượu và các chất say. Các vị ở đây nhiều nữ thì chắc cũng ít dính cái chuyện đó, nhưng nam giới thì ít nhiều có chuyện đó. Ít bia ít rượu là cái chắc, mà khi có bia có rượu vào rồi tìm ra ít nhất là gì, lời vào thì bia, vào thì rượu, vào thì lời ra, lời ra, mà lời ra này toàn lời không có kiểm soát thì làm sao hả? Nhiều chuyện lắm. Nhẹ thì làm sao? Mắng chửi nhau, tranh cãi với nhau, mắng chửi nhau. Nặng nữa thì sao? Quại nhau. Nặng nữa thì sao? Đập nhau, giết nhau. Chỉ vì những cái sự xúc chạm, phúc tạp, xúc phạm lẫn nhau trong lúc tranh cãi không có kiểm soát được do cái rượu bia, có phải vậy không? Các vị còn trẻ, bé thì nhiều khi không biết, nhưng người lớn lớn đằng sau kia là chắc là biết rồi. Nhất là cái vị nam đằng sau kia thể não rồi, ít nhiều phải dính lại một hai trận rồi. Có dính trận nào chưa? Mấy vị nam dưới kia kìa. Chưa bao giờ vì rượu bia mà cãi lộn với nhau à? Cãi nhau có. Cãi lộn. Có bao giờ về ôm toilet chưa? Cả tối chưa? Hả? Nôn mửa, mệt mỏi, ngày sau không đi làm được, cáo ốm ở nhà đấy. Có chưa? Hả? Trừ lương phạt lương vì những cái đó vô kỷ luật thì có chưa? Ai hại nhiều dữ lắm. Rồi làm sao? Ra đường tai nạn. Có chưa? Có rồi. Cũng khá đó, trẻ thế mà khá đó. Sư nói vậy không phải là các vị dở mà sư giỏi, sư tốt hơn các vị đâu nhá. Sư cũng vậy đó. Khi chưa đi tu á, cũng uống bia uống rượu. Rồi cũng say đó, cũng lái xe gặp đường đó, đâm vào cột điện đó, lặn ra đó, người ta khênh vào bệnh viện, người ta khâu đó. Ê, 5 mũi trên, 8 mũi dưới này, nhìn kỹ là thấy đó. Vô minh đó, ngu đó, không ai dạy, không ai nói cho những cái điều này đó. Thì sau này bây giờ đi theo lời Đức Phật dạy đó, bắt đầu mới giật mình tỉnh giấc ra đó. Ngày xưa á, sát sanh không biết là nó sẽ có tai hại gì, gà giết, ngoé giết, châu chấu giết, rắn mũi kiến là chuyện giết bình thường đó, sát sanh đó. Còn giờ gà ngoé thì bây giờ các vị ở thành phố không có, toàn vào siêu thị mua ấy. Ngày xưa lấy đâu ra siêu thị mà mua, ra chợ lấy đâu ra, nhà nuôi con gà nào thì làm sao mà cắt tiết chứ, cắt đầu chứ, chả có biết gì cả, sợ, chả có sợ gì hết á. Làm đại ấy, bây giờ nghĩ lại kinh lắm, hãi lắm. Thế nào mình phải trả cái quả đó, kiểu gì cũng trả, chẳng có cách nào mà thoát khỏi cái nghiệp đấy cả. Bản thân sư đấy, sư đang nói chuyện của sư đấy nhé, còn những người khác cứ liên hệ xem mình có hay không. Khi vô minh nó vậy đó, chắc chắn phải trả cái quả đấy. Thế nào cũng có dịp nào mà sống các tồn tại trong kiếp kiếp, thế nào có kẻ chặt đầu cứ chém mình á, chuyện đó nó không thể thoát được. Nên bây giờ sư nó phải vội tu. Tu làm sao? Không phải để giải cái nghiệp đó, mà là không phải là để xóa cái nghiệp đó. Nghiệp không xóa được, không giải được, mà làm sao mà giải thoát càng nhanh càng tốt. Cái nghiệp ấy nó chưa kịp trổ ra thì mình đã thoát rồi. Thế chứ còn bảo vào nó không xóa nghiệp mới giải nghiệp các thứ, nó không có chuyện. Cái gì mình đã làm kiểu gì mình cũng gánh cái nghiệp đó. Các bậc thánh cũng vậy thôi,
bậc thánh thần thông như là Mục Kiền Liên ấy, cũng trước khi đi tu cũng tu tập cũng móc tội giết người, cũng cho đến khi đến đời cuối rồi mà đắc quả A La Hán rồi đó, cái nghiệp đó vẫn trổ quả đó, chết không toàn thây giờ phút cuối cùng, mặc dù có thần thông có thể thoát khỏi nhưng mà vẫn chấp nhận chịu cái nghiệp đấy, nhập niết bàn luôn tại lúc đó. Thế nói rằng cái nghiệp nó không có giải, không có tiêu, mà chúng ta phải làm những cái theo các thiện nghiệp khác để nhanh chóng giải thoát nhé, chấm dứt hoàn toàn cái đó. Thế còn ở lại còn luân hồi kiểu gì cũng gánh chịu rồi, không có cách nào thoát được hết á. Cho nên đừng có nói rằng, đừng có nói là nó giảm nó tiêu, nhưng mà cũng có một cái cách nữa ngoài cái việc nếu chưa giải thoát được mà chúng ta tạo rất nhiều vô lượng các thiện nghiệp đó bù vào đó, nhưng mà phải biết cách, tức là phải có nghe theo lời Đức Phật, đương theo Phật pháp tăng quy tâm bảo, nghe lời đó rồi làm theo như các sư hiện nay đang làm, đó là tránh xa những cái sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống bia rượu, tránh xa đấy. Một mặt không làm cái đó nhưng một mặt tạo các thiện nghiệp khác, ví dụ như giảng pháp đây này, như hành thiền này, ví dụ bố thí này, ví dụ như cung kính này, ví dụ như phục vụ này, ví dụ như tùy hỷ này, ví dụ như là hồi hướng công đức này, tất cả những thiện nghiệp ấy mà tạo càng nhiều càng tốt, từng giây từng phút thì nó nhiều đến mức nó như cái nước ngọt ấy. Còn cái phần mà bất thiện nghiệp mình tạo từ trước ấy nó cũng nhiều nhưng dần dần nó không tăng lên nữa, còn cái phần thiện nghiệp nó cứ tăng dần thì nó làm sao như cái muối, cái bất thiện nghiệp như muối nó pha vào cái chậu nước của thiện nghiệp mình tạo ra ấy, thì nó cũng đã không mặn bằng lúc mà chúng ta pha vào bát nước, đúng không? Cái thiện nghiệp mà chỉ tạo được chút chút như là bằng cái bát nước ấy rồi thì cả cái nắm muối vào thì nó mặn chát, nghiệp nó nặng lắm, cái hậu quả nó nặng cực kỳ. Nên chúng ta tạo rất nhiều thiện nghiệp đó thì nó như là cái chậu nước nó lớn lên đó thì nó loãng dần đó. Cũng cái nghiệp đấy phải trả nhưng nó nhẹ dần, cái hậu quả nó không nặng. Mà chúng ta tạo được như là một cái bể lớn, một cái ao lớn toàn là thiện nghiệp thì lúc đó các bất thiện nghiệp nó cũng trổ nhưng mà cái hậu quả nó không lớn. Mà muốn làm được như vậy đó, hoặc là nếu mà tốt nhất ấy là tu tập làm sao mà đắc đạo đắc quả giải thoát luôn thì bất kể cái điều gì xảy ra lúc đấy không còn quan trọng nữa, mà lúc đấy giải thoát rồi, thoát ra rồi, thoát ra khỏi cái sự tái sinh rồi thì cái nghiệp nó không còn hiệu quả gì nữa, nó không còn cái chỗ nào mà nó phát khởi nữa, tại vì đã chấm dứt sanh tử đấy, lấy đâu ra cái chỗ để có kết quả nó có thể trổ quả được nữa. Các vị đã hiểu chưa? Mà muốn làm được cái việc đó, muốn tạo được thiện ngành thì chúng ta phải được học, được hiểu, được biết mới biết đường mà làm, chứ không biết thì cũng như sư ngày xưa đấy, là phạm phải bao nhiêu tội lỗi mà đâu có biết gì hết. Mấy ngay bây giờ sư nói người trong gia đình của sư đó, mà sư nói người ta cũng có người nghe, có người không nghe. Các bạn bè của sư ấy cũng vậy, cũng có người nghe, có người không nghe. Và người ta vẫn tiếp tục, người nào nghe thì tránh được rất nhiều các bất thiện nghiệp, còn người nào không nghe thì làm sao vẫn tiếp tục gây các cái bất thiện nghiệp. Như vậy chúng ta phải được biết, mà muốn biết thì chúng ta phải gần gũi các cái bậc thiện trí thức, các bậc chân tu, những người có học hành theo pháp giáo pháp Phật, từ đó gần gũi những cái vị đó, các vị đó mới đem giáo pháp của Đức Phật giảng giải, các vị được lắng nghe diệu pháp, các vị lắng nghe thì các vị mới biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu để mà hành theo, mà làm theo thì mới tránh được cho những mình có cái những cái điều mà tội lỗi mà mình có thể mắc phải, phải vậy không? Như vậy là chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ phải như vậy. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu với các vị như vậy để lần đầu tiên các vị sẽ quy y Phật và thọ trì ngũ giới. Nếu mà ai nguyện phát tâm thì cứ đúc theo sư, còn ai mà thấy băn khoăn chưa thấy nọ thế kia thì cứ ngồi yên cũng được, không sao, cứ lắng nghe rồi lần sau đến mức nào đó các vị thấy rằng là nó mang lại điều tốt lành cho mình thì các vị cứ hành theo, hoặc các vị cứ đầu tiên cứ làm theo đã, rồi thì nếu mà trong trường hợp các vị mà thấy nó không ấy, các vị có thể tuyên bố thôi, tôi không theo nữa, chả có ai bắt các vị cả nhé.
Phật pháp nó không có bắt ai cả, Đức Phật không có bắt ai phải theo mình hết á. Đức Phật chỉ ra làm sao, đâu là nhân, đâu là quả, đâu là tốt, đâu là xấu, các vị phải tự mình quyết định lấy là mình sẽ theo hay không theo, sẽ làm theo không làm nhé. Quý vị hiểu chưa? Hiểu chưa? Hả? Thế hôm nay chúng ta sẽ làm cái lễ. Không, lễ thì đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta sẽ làm các cái tuyên bố đó, quy y Tam Bảo, và tuyên bố sẽ thọ trì cái ngũ giới đó, và chúng ta nhớ mà cố gắng thử áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, cố gắng giữ được càng nhiều càng tốt, và các vị chắc chắn rằng các vị sẽ cảm nhận được cái lợi ích thật sự của nó nhé, chắc chắn là điều đó. Đó, bằng cái kinh nghiệm chính bản thân mình, bằng cái từng trải của chính bản thân mình, sư có thể khẳng định điều đó, đem mạng sống của mình ra để làm chứng cho cái điều đó, chứng mà không hề có sự sai dối trong những cái điều mà sư vừa nói, bằng chính bản thân mình, bằng chính kinh nghiệm của mình nhé. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu, mọi người giờ trang 53 bắt đầu muốn thọ trì tam quy và ngũ giới, các vị phải thỉnh đã, chứ không phải tự nhiên mà các vị có thể được thọ trì đâu nhé. Bắt đọc theo sư nhé, đọc theo sư nhé, bằng tiếng Việt trước, sau đó sư làm lễ bằng tiếng Pali. Trong này nó chỉ có khác cái chữ bát quan trai giới, sư sẽ thay vào đó bằng cái chữ ngũ giới thôi nhé. Trong này quyển sách này là ngũ giới, bát quan trai giới thì sư sẽ thay vào đó, đến cái đoạn đó thì sư sẽ cứ đọc theo sư rồi, cái chỗ nào nó không giống trong sách thì các vị cứ đọc theo sư nhé. Tại vì trong sách là nói theo tám giới trong đối với các khóa thiền, còn các vị có năm giới thôi ở tại gia nhé. Nào, đọc theo sư. Bạch ngài, con xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo, nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch ngài, con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch ngài, con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Bây giờ sang cái phần nó hơi khác tiếng Việt một chút, nhưng mà nó cũng đơn giản thôi, cứ đọc chậm theo sư là đọc được hết nhé. Trong này có cái đoạn cái dòng thứ hai đó thì không đọc, bỏ qua, mà sẽ đọc theo sư. Nó chỉ là thay cái cả cái dòng thứ hai đó bằng cái chữ là Panchasilam thôi nhé. Aham Pante Tisaranena Saha Panchasilam Dhammam Yachami Anugaham Katwa Silam Dethame Pante Dutiyampi. Bắt đầu quay trở lại nhé. Ahang Pante Tisaranena Saha Panchasilam Dhammam Yachami Anugaham Katwa Silam Dethame Pante Tatiyampi Aham
Pante Tisara Nena Saha Pamca Silam Dhammam Yajami Anugrahang Katwa Silam Dethame Pam Tê. Đây là chúng ta thỉnh hãy cho con được xin thọ trì tam quy và ngũ giới để được lợi ích. Bây giờ chúng ta đảnh lễ cái câu bằng tiếng Việt trước, sau đó bằng tiếng chính thức bằng tiếng Pali. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cung cao thượng, được chứng quả chánh biên chi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cung cao thượng, được chứng quả chánh biên chi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biên chi. Bây giờ chúng ta bằng tiếng Pali nhé. Nam mô Tát Sa Bà Ga Wa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đấy là cái phần đấy là chúng ta đảnh lễ nhé, và chúng ta lạy ba lạy. Lạy ba lạy. Hai tay chắp lên, hạ người xuống, đầu cúi sát đất, chạm đất. Làm từ từ thôi, làm hết sức chậm rãi thôi, không có làm nhanh làm gì hết. Đó. Làm hết sức từ từ, chậm rãi cung kính nghĩ đến Phật Pháp Tăng nhé. Làm chậm rãi, mỗi lần đến là nhớ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, nhớ đến Ngài. Rồi chúng ta ngồi xuống. Bây giờ chúng ta bằng tiếng Việt trước, sau đó chúng ta quay sang lại tiếng Pali nhé. Cái Tam Quy. Con xin quay về nương tựa nơi Phật. Con xin quay về nương tựa nơi Pháp. Con xin quay về nương tựa nơi Tăng. Con xin quay về nương tựa nơi Phật lần thứ nhì. Con xin quay về nương tựa nơi Pháp lần thứ nhì. Con xin quay về nương tựa nơi Tăng lần thứ nhì. Con xin quay về nương tựa nơi Phật lần thứ ba. Con xin quay về nương tựa nơi Pháp lần thứ ba. Con xin quay về nương tựa nơi Tăng lần thứ ba. Bây giờ sang bằng tiếng Pali nhé. Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami
Dutiyampi Dutiyampi Buddham Buddham Saranam Saranam Gacchami Gacchami Dutiyampi Dutiyampi Dhammam Dhammam Saranam Saranam Gacchami Gacchami Dutiyampi Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Saranagamanam Paripuram. Có nghĩa là đảnh lễ và quy y đã xong các vị. Dạ thưa vâng. Dạ thưa vâng. Amapante. Amapante. Như vậy là xong cái phần quy nhé. Đảnh lễ và quy. Các vị đã quay về lương tượng đối Phật Pháp Tăng, tức là quy Phật Pháp Tăng. Từ nay Phật Pháp Tăng là chỗ lương tượng của các vị, nơi hộ trì các vị, nơi trú ẩn, nơi lương tượng an toàn vững chãi nhất của các vị. Các vị không còn phải lương tượng vào bất kỳ một thần thánh, một thần linh nào nữa, vì Đức Phật Pháp Tăng là tối thượng trên đời, không còn nơi nào cao hơn, vững chãi hơn, chắc hơn, an toàn hơn chỗ này. Không có uy lực nào có thể vượt qua được uy lực của Phật và Pháp và Tăng. Đó, chúng ta có một cái nơi lương tựa vững chãi vững chắc như vậy và chúng ta sẽ lương theo. Nhưng mà để có thể có phát huy được tất cả những hiệu lực mà chúng ta và nơi lương tựa, chúng ta phải xứng đáng bằng cách là chúng ta thọ trì các giới, tránh xa những điều ác để chúng ta xứng đáng để được trở thành người con của Phật, xứng đáng được sự hộ trì gia trì của Phật, của Pháp Tăng nhé. Và chúng ta thọ cái ngũ giới bằng cái tiếng Việt trước, sau đó sang tiếng Pali. Con xin vâng, đọc theo sư. Con xin vâng giữ điều học là cố ý chứng xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Cái điều thứ ba đó, cái điều thứ ba thì ở đây ở dưới này thì nó là tám giới. Trên cái trong cái chữ ở đây là có chữ hành dâm, thì thay chữ hành dâm bằng chữ tà dâm nhé. Tà dâm có nghĩa là không có đối với những người ngoài và những người không có được bảo hộ của pháp luật. Thế còn không hành dâm tức là bất kể đối tượng nào cũng không thực hành cái quan hệ tình dục. Trong cái tám giới thì nó khác với ngũ giới nhé. Và thì chúng ta thay cái chữ hành dâm thì bằng cái chữ tà dâm, tức là chỉ được phép trong khi mà đúng đắn theo được quy định của pháp luật. Thì đấy là cái đúng đắn thì không có vấn không phạm giới, nhưng mà tà dâm tức là ngoại luồng, ngoài cái luồng đó, ngoài chính đáng ấy, thì là bị tà dâm nhé. Rồi, con xin vâng giữ điều học là cố ấy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa nói lời nói trái. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa việc sử dụng các chất say làm mê mẩn tâm trí và suy giảm chánh niệm. Đó là, đấy là năm giới. Và chúng ta bằng tiếng Pali. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Adinadana Veramani
Padang Samadhiyami. À, cái câu tiếp theo thì nó thay cái câu Aparamacharya bằng cái câu Kamesu Vichachara, cái đọc theo sư thôi nhé, trong đó nó không có nhé. Đó là thay cho cái câu hành dâm bằng cái câu tà dâm thôi nhé, bằng tiếng Pali nó khác. Kamesu Vichachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Suramera Maya Pamadathana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. À, thưa chúng ta đã tuyên bố tránh xa năm cái điều ác để không thực hành, không thực hiện trong đời sống, tránh xa năm cái điều ác đó, năm cái điều bất thiện đó. Và chúng ta phát nguyện cái câu, từ cái câu của cái là mong sự giữ giới của tôi ấy, phần cuối đó, sau cái mục thứ 8 đó, là cái câu mong sự giữ giới của tôi, đã thấy chưa? Mong sự giữ giới, đặt theo từ mong sự giữ giới của tôi sẽ là duyên lành cho việc thành đạt đạo quả. Và cái tiếng Pali là đọc theo sư. Idamesilam Magapana Yanasa Pachayo Hotu. Và sư nói là Appamadena Sambadetha, có nghĩa là hãy nỗ lực giữ giới, đừng có lãng quên, tức là chớ có dễ duôi, đừng có thất niệm đó. À, thiền sinh trả lời dạ xin vâng. Amapante. Như vậy là chúng ta đã thọ trì tam quy và thọ ngũ giới. Thì các chúng sinh được sinh về cõi thiện thú, các thiện thú, thiện là thiện thú có nghĩa là cõi tái sinh tốt đẹp, tốt lành đó. Các chúng sinh được tái sinh về cõi an lành đó, tốt đẹp, an lành đó, của trời, của người, là cũng nhờ giữ giới. Chúng ta muốn có cái kiếp tái sinh tốt đẹp và cái cảnh tốt đẹp trong người và thiên giới đấy, người trời đấy, cõi trời đó nhé. À, thì đó là nhờ giữ giới. Các chúng sinh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Thứ nhất là gì? Nhờ giữ giới chúng ta được cái gì? Thứ nhất là gì? Sinh về cõi tốt lành trong trời và người nhé. Ví dụ như là cõi trời cũng có những cái chư thiên không có tốt cảnh giới, không tốt đẹp, có một số cái cảnh chư thiên hung dữ. Rồi cõi người, nói được sinh vào cõi người nhưng không phải cõi nằm người nào cũng được an lành tốt đẹp đâu. Đó. Có nhiều người khổ lắm, bệnh tật từ bé để ra cảnh nghèo khổ, không có ăn không có ở, đúng không? Đấy là do gì? Các kiếp trước không có giữ giới tốt. Không có giữ giới tốt nghĩa là sao? Không có giữ giới tốt tức là phạm phải những giới gì? Năm cái giới mà chúng ta vừa đi phạm phải năm cái giới đó, tức là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dùng chất say rượu, đó là năm cái đó. Thứ nhất thì là các chúng sinh sinh vào cái cảnh tới tốt đẹp của trời, của người là do giữ giới. Các chúng sinh được giàu sang cũng là nhờ giữ giới. Được giàu sang hay không là chúng ta đã giữ giới trong các cái kiếp trước,
kiếp này chúng ta được hiểu điều sang. Nếu các kiếp này chúng ta không giữ giới tiếp tục thì các kiếp sau chúng ta không có cơ hội được giàu sang. Nhớ, các cái giàu sang thì một mặt là các kiếp trước, nhưng một mặt thì trong cái đời này chúng ta cũng làm sao cố gắng nỗ lực tinh tấn thì được giàu sang. Còn chúng ta được giàu sang kiếp này mà không cố gắng tinh tấn giữ giới thì các kiếp sau nó cũng lại hoại diệt, nó lại tái sinh vào cảnh khổ đau. Nhớ, nên là chúng ta có giữ giới. Rồi cuối cùng, các chúng sinh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Cái rốt ráo cuối cùng của nó cũng là giữ giới. Nhớ, như vậy là chúng ta biết là cái vai trò giữ giới như vậy là mang đến cái điều tốt lành, tái sinh trong cảnh giới thế tốt lành của trời và người, được giàu sang, được giải thoát hay không cũng nhờ giữ giới. Nên các vị đừng làm sao, đừng có lơ là thất niệm mà phạm giới nhé. Như vậy là các vị đã hôm nay đã xong cái phần mà thọ trì tam quy và ký giới, là một cái bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của các vị, những hạt giống đầu tiên được gieo mầm trong các vị, và hy vọng nó sẽ lớn dần, trưởng thành dần trong các quý vị, và nó mang lại lợi ích cho các vị không chỉ trong kiếp này mà trong kiếp sau nhé. Một là lắng nghe diệu pháp, có phải không? Mà trước khi lắng nghe diệu pháp, các vị khi thấy sư vào, các vị có đảnh lễ không? Đấy là chính là cung kính. Đấy, những cái pháp này pháp thiện mà mang lại phước đó, phước báu đó. Các vị có cung kính, có lắng nghe diệu pháp, có thọ trì tam quy giới, đấy là những thiện pháp. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm những thiện pháp nữa là chúng ta phát nguyện và hồi hướng cái công đức đó, cái công đức mà chúng ta vừa tạo được á, chúng ta lại nhân nó lên bằng cách hồi hướng. Chúng ta không có mất đi gì hết á, mà cái tâm ta nó được thêm cái gì, chia sẻ cái phước lành cho mọi người, thì cái tâm thiện nó lại phát sinh và chúng ta lại có thêm công đức. Các vị có hiểu không? Hồi hướng công đức là tùy vị công đức, hồi hướng công đức nó vậy đó. Thì chúng ta phát nguyện bằng những cái câu như sau. Trong cái phần đầu tiên, cái phần phát nguyện hồi hướng đó, thì chúng ta tạm thời chưa hành thiền, cho nên chúng ta để cái câu đầu tiên lại và chúng ta bắt đầu từ câu thứ hai. Tức là các vị vừa mới tạo các thiện nghiệp, tạo ra cái phước báu đó nhé. Câu thứ hai là câu mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc đó. Nhưng mà trước khi như thế này, trước khi mà chúng ta hồi hướng ấy, thì tại vì hồi hướng xong thì chúng ta sẽ kết thúc. Nhưng mà nghe chừng là nếu mà các vị còn vẫn muốn nghe và muốn có những hỏi đáp gì đó, và chúng ta vẫn còn thời gian thì chúng ta có thể dành ít phút để hỏi đáp, rồi thì chúng ta hồi hướng luôn thể, có được không? Đó. Có ai muốn hỏi điều gì, muốn thắc mắc điều gì, muốn hỏi điều gì không? Muốn giải đáp điều gì không? Cô xin hỏi sư nhỉ? Tài khóa đầy đủ là bao nhiêu lâu? Bao nhiêu thì vừa? Gì nữa, còn ai câu hỏi gì nữa không? Thứ nhất là câu hỏi là làm sao mà trong cuộc sống hàng ngày có cái phương pháp gì, có cái cách thức gì, đúng không, mà giúp được chúng ta làm sao, giúp cái gì, muốn giúp cái gì, hóa giải những cái vấn đề gì. Cái gì kịp thời thì sao? Cái gì hướng dẫn làm cái gì tốt hơn, nhưng mà nhiều thứ tốt, mỗi thứ tốt thì cần một cái cách khác nhau. Ví dụ như là muốn làm nhanh thì chúng ta phải học nghề, muốn khéo léo thì chúng ta phải học giao tiếp. Bây giờ chúng ta muốn xử lý cái gì thì câu hỏi nó sẽ thêm rõ ra để cho mọi người cùng. Cái gì hiệu quả mới được chứ, nhiều thứ việc lắm. Các vị muốn làm cái gì hiệu quả chứ?
hay là hiệu quả có nhiều thứ lắm. Bây giờ muốn cái gì mới được chứ, phải rõ ràng nha, chứ muốn chung chung thế thì nó không có câu trả lời chung cho tất cả mọi thứ. Ví dụ như là muốn hiệu quả trong việc giải đáp các câu hỏi của khách hàng thì chúng ta phải học các cái, tìm hiểu về các cái đồ vật đó. Chủ yếu đây tôi nói lại là phương pháp của Phật giáo đấy, giúp chúng ta xử lý các vấn đề thuộc về cái thái độ, tâm trạng. Thứ nhất là hay mắc phải của tất cả mọi người, thứ nhất là sân, đúng không? Nóng giận, đúng không? Rồi phản ứng dữ dội với khách hàng, với người đồng nghiệp, rồi với nhân viên, đây là cái đầu tiên hay dính nhất, đúng không? Muốn xử lý là xử lý đâu cái đó, có phải không? Cái thứ hai là cái tham lam, rồi cái lười biếng, vân vân, những cái thứ đó có phải vậy không? Nó phát sinh lên thì mình phải làm như thế nào? Hả? Có phải vậy không? Chứ còn hiệu quả thì nhiều thứ lắm. Hả? Thì những cái thứ đó thực ra là những vấn đề không phải là của các vị đâu, mà của cả cái thế giới này đó. Và phải rất là và đầu tiên phải hiểu biết về nó đã, nguồn gốc nguyên nhân của nó đã, rồi sau đó chúng ta mới từ chúng ta mới học cách quan sát. Thì cái câu đó thì trước hết là các vị, việc đầu tiên ấy phải có nhiều cái bước khác nhau, thì việc đầu tiên các vị hãy cố gắng ý thức được cái ngũ giới một cách thường xuyên đi đã, thực hành của nó một cách thật đúng đắn đi đã nhé, thì nó sẽ giúp cho các vị ngay lập tức, ví dụ như là không sát sanh thì nó giúp cho các vị có cái lòng từ bi đối với chúng sinh. Ví dụ đó các vị mà giữ trọn vẹn nữa đó, từ con muỗi con kiến các vị cũng không nỡ giết đấy, ví dụ thế nhé. Mà các vị thì các vị phát sinh cái gì? Lòng từ bi với chúng sinh, thì tất nhiên có từ bi với chúng sinh thì tất cả đối với khách hàng, đối với đồng nghiệp, với cha mẹ anh em chị trong gia đình thì các vị cũng có lòng từ bi, thì tất nhiên là cái lòng sân hận nó phải bớt đi, thì cái từ bi nó mới có mặt được chứ, đúng không? Làm sao mà hai thứ đó đồng hành với nhau được? Nên khi mà các vị giữ giới đó, ví dụ như thế nhé, chống tránh sát sanh đó, thì các vị đồng thời phát triển cái gì? Từ. Và khi đã phát triển từ thì làm sao? Cái sân hận nó sẽ bớt dần các vị, nó không hết ngay được nhưng mà nó tăng trưởng ngược lại với sự phát triển của từ bi. Từ phát triển thì sân nó sẽ giảm. Nên các vị không có cái thể nào mà giải quyết được ngay nếu các vị không phát triển lòng từ. Mà muốn phát triển lòng từ thì cái việc đầu tiên các vị có thể làm được đó là tránh sát sanh. Ví dụ thế, có nhiều bước lắm nhưng mà bước đầu tiên đó, bây giờ sẽ nói ra thì nhiều thứ lắm để các vị phải làm đó. Nhưng các vị đầu tiên thì hãy giữ giới cho thật tốt, nó sẽ mang hiệu quả. Cái ví dụ đầu tiên là không sát sanh, còn không trộm cắp nó tránh làm sao? Không lấy đồ không cho đấy thì nó tránh cho mình cái gì? Tính gì? Tham lam. Mà khi có tham lam nó chi phối thì nó khinh ra đủ mọi trò, lừa dối lừa lọc người nọ, nói dối người kia, rồi thì là không trung thành, không trung thực, đủ các thứ để mà làm sao để có lợi cho mình. Mà khi ta phát triển cái lòng không lấy đồ không cho, không có những cái gì không phải của mình để đấy, dù có hở hang, dù có thể lợi dụng thì chúng ta cũng không lấy, thì nó mang lại cái hiệu quả nó quá là nặng nề mà chúng ta không thể lường được, nên chúng ta từ bỏ cái đó. Thì tầm sao thì tự khắc là chúng ta đối xử tử tế rộng lượng đối với mọi người đã đành, nhưng mà người ta cũng làm sao không có tham lam, không có lừa dối mọi người để đạt được cái lợi ích của chính bản thân mình, đúng không? Ví dụ như thế. Rồi thì không trong các người không lấy đồ không cho, rồi không tà dâm thì đã đành, thì chúng ta sẽ có cuộc sống tử tế trong gia đình, không ảnh hưởng đến người khác. Rồi thì chúng ta làm sao nói dối quan trọng. Khi nói dối chúng ta nhiều khi chúng ta nhiều cái việc vớ vẩn, chúng ta cũng nói dối nó thành thói quen. Mà khi đã nói dối thì chúng ta mất niềm tin, không có niềm tin con người này, không tin cậy được, không có thể giao làm bất kỳ cái việc gì được, đi đâu làm gì người ta đều phòng đấy, mình trở thành con người vô dụng, con người vô dụng không có ích dụng lợi gì cho mọi người ấy, thì tự nhiên cái thu nhập của mình nó thấp, đúng không? Kém, không có năng cơ hội để làm việc, không có cơ hội cống hiến, vân vân. Thì những cái đó để giúp thì không thể làm cho chúng ta có đời sống tốt đẹp được. Thế còn không uống bia uống rượu thì chắc chắn là tốt rồi, đầu óc luôn tỉnh táo rồi, sáng suốt rồi. Phụ nữ thì không việc gì, nhưng mấy vị nam giới phải chú ý cái điều đó. Chỉ có
lắng quắng cốc một thì chưa sao, cốc hai bắt đầu hăng lên, cốc thứ ba nó bắt đầu hùng biện, cốc thứ tư nó bắt đầu đánh chén giết nhau thì đủ các chồng. Nên việc đầu tiên để xử lý hiệu quả là hãy bắt đầu bằng thứ giới, sau dần dần từng bước có dịp thì sư sẽ cung cấp thêm những cái phương pháp, những cái pháp đối chi từng bước nhé, một ngày một bữa thì nhiều lắm, hay cứ tạm thời như vậy đó nhé. Thế dần dần từng bước chúng ta nâng dần cái kiến thức, chúng ta hiểu biết, chúng ta dần lên nhé. Rồi còn câu hỏi gì nữa không? Bao nhiêu năm mới gặp nhau, các vị cũng là gia quyến của sư cả đó, trong cái kiếp sinh hồi linh luân tử sinh hồi vô tận trùng trùng duyên khởi trùng trùng điệp điệp bao nhiêu tỷ kiếp ấy, mà chúng ta đã từng là quyến thuộc của nhau, và trong ít nhất trong ba kiếp gần đây chắc chắn là quyến thuộc của nhau trong gia đình với nhau đó, chứ không phải là đơn giản đâu, chứ không phải tự nhiên sư ngồi đây với các vị đâu. Hãy coi sư như người nhà và sư coi các vị như người nhà đó. Để lần sau nhé, tiếp tục nhé, về tìm hiểu thêm nhé. Ngoài cái ấy thì cố gắng phải tự đọc thêm nhé. Thì việc đầu tiên mà đọc mà trong cái cửa hàng nhà mình đó có cái quầy sách Phật pháp mà miễn phí đó, của cô Phượng, cô Huy cung cấp đó, lên đây vớ lấy vài quyển, bảo cô chỉ cho vài quyển là vớ lấy tha về, mình chưa đọc được thì người nhà đọc cũng tốt nhé. Mà mình đọc được thì càng tốt hơn, đọc cái gì chưa hiểu thì phải ra hỏi nhé. Bằng cách đó thì chúng ta sẽ vun bồi cái ý kiến tri thức của chúng ta nhé. Ở trên đấy sư thấy có nhiều quyển sách hay lắm, còn đối với trẻ em có thể kiếm thêm một số cái sách về Phật giáo cho trẻ em nhé. Có những cái đó, những câu chuyện về Đức Phật, tiền thân Đức Phật đó rất hay, trẻ em này mà được đọc những câu chuyện lên từ sớm là nó phát triển những cái hiểu biết, những kiến thức, những cái tình cảm theo cái hướng tốt đẹp nhé. Bây giờ mà nó đi đọc toàn những chuyện tranh đánh nhau giết nhau, tất nhiên trong đầu nó toàn những chuyện bùm bùm bằng quạng nhé. Nếu mà nó đọc những câu chuyện kia thì trong đầu nó còn cái hình ảnh tốt đẹp từ bé của ngài của Đức Phật như thế nào, nó sẽ ăn sâu vào trong trí nhớ, trí óc. Và trẻ con thì đọc cái gì nó cũng đọc, mà cái gì nó cũng nhớ. Cái điều tốt mà đọc được thì nó sẽ nhớ điều tốt, mà cái điều không tốt nó không nhớ. Thế trẻ em thì nên cho nó đọc. Còn người lớn chúng ta ấy, phải có một số cái quyển nó hướng dẫn nó đơn giản dần dần đó, từng bước một nhé. Thì có những cái quyển giới thiệu như vấn đáp về đạo Phật đó, những quyển đó sư về sau sư sẽ giới thiệu cho, nó có trên mạng đó, nếu mà mình muốn á mình download xuống mình in chúng tôi đó là sư chỉ cho một cái cuốn nó đơn giản giới thiệu một cách những câu hỏi câu trả lời thì các vị đó sẽ là dần tiếp xúc với đó. Còn những người mà nó bắt đầu đi sâu hơn một chút nữa rồi đó, có một cái nền tảng chắc hơn một chút thì bắt đầu tìm hiểu những quyển như là nền tảng Phật giáo rồi thì Đức Phật và Phật pháp vân nhé, dần dần đọc như này. Nhưng trước hết chúng ta đọc những câu chuyện về Đức Phật, về tiền thân Đức Phật, chuyện tranh đó, rồi những câu hỏi giải đáp về Đức Phật đó, những câu đó rất cần thiết, phải dần dần đấy. Không có cách nào, kiến thức không phải nó cứ rơi từ trên trời xuống, ngồi đây cầu mong mà có, mà chúng ta muốn có kiến thức thì chúng ta phải bắt đầu bằng gì? Đi học ghế mẫu giáo, xong làm sao? Vẫn làm xong thì lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 dần dần thì có người từ sau là tiếp tục nữa, cao hơn nhé. Không học là không có kiến thức, không có kiến thức là khổ, cứ ngu là khổ rồi nhé, cứ ngu là khổ, chắc chắn thế luôn, không có nghi ngờ gì nữa. Mà chúng ta thì tìm cách cải thiện cái bớt ngu đi đã nhé, hôm nay thì chưa chắc nhưng mà ít nhất bớt ngu đã nhé, hiểu không? Các vị cố gắng cho xin cái điều đó. Rồi nếu mà không còn câu hỏi gì thì chúng ta hồi hướng nhé và kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Còn nếu quý vị còn câu hỏi gì nữa thì cứ mạnh dạn, sư còn ở đây mấy ngày nữa rồi thì nếu có gì thì sư sẽ giải đáp nhé. Đừng lòng lạc và không vững mở nên câu hỏi khó hành đạo, lời nói ý nghĩa sai lầm là thiệt hại và gây đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động lời nói ý nghĩa sai lầm làm thiệt hại và gây đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi.
nên tôi đã có hành động lời nói ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Tôi xin nhận thật tha thứ cho tất cả những ai có hành động lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai có hành động lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai có hành động lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và tôi xin thành thật tha thứ cho chúng tôi và hiện từ nay làm nắm giữ tâm thanh sạch. Tôi xin thành thật tha thứ cho chúng tôi và hiện từ nay làm nắm giữ tâm thanh sạch. Chúng ta sang cái phần niệm giải tâm từ bằng tiếng Việt ngắn gọn thôi. Ở cái phần tụng kinh buổi sáng đó, phần cuối của nó. Mong cho mọi người có mặt nơi đây nhiều sức khỏe và an vui đó. Mong cho mọi người có mặt nơi đây nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng ta gồm chư tăng và cư sĩ nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho các bậc thầy đầy đức mạnh của chúng ta nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho cha mẹ đầy đức mạnh của chúng ta nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng sinh tại thiền viện của chúng ta nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng sinh trong khu phố của chúng ta nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng sinh trong khu vực của chúng ta nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho chư tăng nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho các thí chủ cúng dường thứ vật dụng nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho chính quyền nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho những kẻ trộm cướp và lộng lừa nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng sinh trên thế giới này nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ không thấm né này nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng sinh trong bốn khổ cảnh nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho nhân loại chư thiên vạn thiên nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng sinh trong tam ngũ cảnh giới nhiều sức khỏe và an vui. Tin ngưỡng trên hư không, địa cầu thượng hư rõ không mọi điều, có không mọi điều, long vương thần lực có nhiều, long vương thần lực có nhiều, cầu xin hoan hỷ phước đều chúng con, cầu xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tâm bồi, hộ trì Phật giáo tâm. Chúc Phật thầy tổ an vui lâu dài. Chúc Phật thầy tổ an vui lâu dài. Liên thuộc tránh khỏi nạn tai. Liên thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đau màu. Chúng con vui thú đau màu. Tu hành tinh tấn ngõ màu vô sanh. Tu hành tinh tấn ngõ màu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con. Do sự phước báo mà chúng con. Đã trong sanh làm đây. Đã trong sanh làm đây. Xin nhà mối duyên lành.
để dứt khỏi những điều ô nhiễm. Để dứt khỏi những điều ô nhiễm. Ngũ mầm nơi tâm. Ngũ mầm nơi tâm. Trong ngày bị lấy. Trong ngày bị lấy. Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sinh. Mong tất cả chúng sinh mạnh khỏe và an vui. Imano Punya Bhagam Sabba Sattanam Dema Sabe Sata Sukhita Ondu Sadu 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 Sadu. Chúng ta đảnh lễ ba lần kết thúc buổi lễ ngày hôm nay.